Thưa quý vị, trong sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ về việc khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế, sẽ có thêm hơn 240.000 tỷ đồng vốn được cho vay ra cho nền kinh tế trong dịp cuối năm này, sau khi mà Ngân hàng Nhà nước quyết định là nới chỉ tiêu tín dụng định hướng năm nay thêm từ 1,5 cho tới 2%. Thông tin được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chia sẻ cùng với phóng viên VTV Money về các giải pháp điều hành nhằm đảm bảo dòng tín dụng đi đúng và đi trúng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ. Thưa ông, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là kết thúc năm nay. Vì sao Ngân hàng Nhà nước lại chọn thời điểm này để nới room tín dụng cho các ngân hàng? Đúng là thời điểm này Ngân hàng Nhà nước xem xét và cũng đã quyết định nới room tín dụng từ 1,5 đến 2% để có khả năng để mở rộng tín dụng cho những cái doanh nghiệp, những cái đối tượng, những cái lĩnh vực cần thiết trong nền kinh tế lúc này. Thế còn trong quý 3 vừa qua ấy, thì có thể nói cái thời điểm đó các chỉ số vĩ mô nói chung cho thấy cũng không phải là điều kiện thuận lợi. Hơn nữa thì cái thanh khoản của một số ngân hàng thì cũng lúc đó cũng chưa phải là đã đảm bảo cho cái việc tăng trưởng tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng thấy rằng phải đảm bảo được tất cả những cái chính sách có cái mối liên hệ quan hệ chặt chẽ với chính sách tỷ giá, lãi suất. Chính vì thế cho nên là cái thời điểm quý 3 chưa phải là thời điểm thuận lợi cho việc tăng trưởng tín dụng. Đến nay mặc dù thì đúng là còn có 3 tuần nữa thì hết năm 2022. Tuy nhiên thì Ngân hàng Nhà nước cũng nhận thấy rằng là cái tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt là những cái tác động của thế giới đối với Việt Nam nó cũng đã dịu bớt. Thế và đặc biệt trong thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo rất là quyết liệt, rất là tích cực bằng nhiều giải pháp của Quốc hội, của Chính phủ, của Thủ tướng, nên một số những chỉ tiêu vĩ mô đã có thấy những cái dấu hiệu rất tích cực. Chính vì thế cho nên Ngân hàng Nhà nước cũng đã xem xét quyết định nới thêm cái hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại để tạo dư địa cho việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cho các dự án, cho các chương trình, các lĩnh vực cần thiết trong nền kinh tế hiện nay. Ngân hàng Nhà nước sẽ có giải pháp nào để đảm bảo là dòng vốn sẽ đi đúng hướng, tập trung chủ yếu cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà không đi vào những cái lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro? Thì cái đối tượng mà chúng tôi muốn tập trung, và đây cũng là sự chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng, trước hết vào những cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, rồi doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp phục vụ cho xuất khẩu là động lực cho tăng trưởng nền kinh tế lúc này. Bên cạnh đó, Thủ tướng có cái chỉ đạo quan tâm đến những cái lĩnh vực bất động sản, đặc biệt giúp cho người dân có tiền để mua nhà, nhà xã hội cũng như những cái nhà ở mà thực sự để phục vụ cho cái nhu cầu đời sống của người dân. Cái việc quản lý dòng tiền và theo dõi cái việc hoạt động của các ngân hàng thương mại là rất là cần thiết. Đến thời điểm hiện nay thì tăng trưởng tín dụng mới ở mức 12,2%. Theo cái phân bổ chỉ tiêu 14% xác định trong năm nay thì vẫn còn 1,8% nữa, cộng với khoảng gần 2% như thế này nữa. Thì như vậy là có khoảng 3,8% room tín dụng. Đây là một cái dư địa khá lớn để cho các ngân hàng thương mại cung ứng vốn. Chúng tôi cũng dành cái room tín dụng này ưu tiên thỏa đáng cho những ngân hàng khả năng thanh khoản cao và đang giảm lãi suất hiện nay. Đây cũng là một trong chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay. Tất nhiên là bên cạnh cái sự cố gắng tích cực của tất cả các ngân hàng thương mại bằng mọi cách để có thể giảm chi phí hoạt động của mình để tạo điều kiện giảm lãi suất cho các doanh nghiệp. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông với VTV Money.